Kiểm kê bộ sưu tập quà tặng trứng thành dành cho Harry Won trong suốt 2 năm về chung nhà. Dù không được nắm chi tiêu trong gia đình, nhưng anh cũng chẳng ngại lấy cả tiền túi để mua cho vợ những món hàng thời trang giá trị. Trứng thành Harry Won là cặp vợ chồng thu hút sự chú ý của dư luận trong showbiz Việt từ lúc yêu nhau cho đến kết hôn. Từ khi công khai tình cảm, cả hai nhận phải nhiều gạch đá từ dư luận, nhưng họ vẫn bất chấp để tiến đến hôn nhân. Sau hơn 2 năm kết hôn, vợ chồng Trấn Thành đã có một hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào. Bên cạnh đó, một điều khiến mọi người dễ nhận thấy nhất chính là vẻ ngoài của Harry Won thay đổi theo năm tháng. Cô ngày càng xinh đẹp hơn, vóc dáng thon gọn hơn rất nhiều. Theo đó, hình ảnh của nữ ca sĩ đẹp hơn chính nhờ vào tư vấn của ông xã. Đồng thời, ngay cả phần trang phục của cô cũng chịu đầu tư chỉnh chu và chịu xài hàng hiệu. Mới đây nhất, cô gây bất ngờ khi khoe món quà cưới mà vợ chồng dành tặng cho nhau. Cụ thể, Trấn Thành đã dắt vợ đi mua nhẫn kim cương khủng sau khi cả hai về chung nhà. Mặc dù Harry Won không đòi hỏi, nhưng nam MC vẫn tậu riêng cho bà xã. Trong khi đó, cô cũng dành tiền cả năm của mình để chồng mua chiếc đồng hồ hơn nửa tỷ đồng. Đã có không ít lần Trấn Thành than thở việc bị vợ kiểm soát chi tiêu. Anh không còn chủ động trong việc tiền bạc như trước đây, mà mỗi ngày chỉ được Harry Won đưa 2 triệu đồng để tiêu xài. Tuy nhiên, giá trị các món quà của anh tặng cho bà xã gấp hàng trăm lần con số mà giọng ca anh cứ đi gửi chồng xài. Mới đây nhất, cả hai vợ chồng đi du lịch đầu năm ở Thái Lan và anh lại chi ra khoảng 10.000 đô để mua 2 chiếc túi hiệu tặng vợ dịp lễ tình nhân. Nhân dịp 2 năm ngày cưới, anh đã rất chịu chơi khi bỏ tiền mua cả bộ sưu tập hàng hiệu đến từ hãng thời trang nổi tiếng để vợ được sở hữu. Chắc chắn con số này phải ở mức vài trăm triệu đồng. Rất nhiều phụ kiện sang trọng Harry Won được chồng dành tặng. Anh không bỏ sót bất cứ dịp nào để làm vợ vui bằng những món quà giá trị như thế này. Bên cạnh đó, anh cũng luôn khiến người phụ nữ của mình hạnh phúc bởi những món quà tinh thần ý nghĩa. Nam MC luôn khiến mọi người bất ngờ khi đưa hết số tiền kiếm được cho vợ quản lý. Bảo vệ Harry Won trước mọi lời chê bai, tâm lý mua nhiều món đồ thời trang bắt mắt cho người phụ nữ của gia đình. Đây cũng là cách anh thể hiện tình yêu, bù đắp cho bà xã sau những tổn thương mà cô phải chịu đựng trong thời gian hẹn hò với mình. . 34 tuổi, Harry Won chính thức lão hóa ngược, ngực căng da trắng mặc như gái 18. Mặc lại chiếc váy mà Harry Won đã từng xuất hiện trước đó, Hòa Minzy, khiến fan mắt tròn mắt dẹt vì lột xác quá bất ngờ. Hai cô ca sĩ, một đại diện cho thế hệ 9X, một đại diện cho thế hệ 8X. Những tưởng sẽ có sự cách biệt lớn khi diện chung đầm, nhưng không, có chăng đó chỉ là sự khác biệt trong phong cách. Quả đúng như vậy, với chiếc đầm hồng xoè ngọt ngào thì nàng công chúa Bolero Hòa Minzy mang lại phong cách cực ngọt. Trong khi đó, cùng với chiếc váy tương tự, bà xã Trấn Thành lại khiến nhiều người liệm đi vì thần thái xuất chúng như một nữ thần. Hòa Minzy như một nàng công chúa trong chiếc váy dài bồng bềnh, tông màu pastel nhẹ nhàng tinh tế. Nữ ca sĩ sinh năm 1995 mang đến hình ảnh đẹp mơ màng với làn da trắng ngần cùng vẻ đẹp tuyệt sắc. Tuy có thân hình tương đối nhỏ nhắn nhưng công chúa Bolero Hòa Minzy lại đặc biệt thích mặc váy to bồng bềnh điệu đà. Thiết kế giúp cô trở thành tâm điểm trên sân khấu. Luôn được biết đến là cô nàng lầy lội nhất nhì showbiz Việt nên ai cũng tưởng rằng Hòa Minzy men lắm, nào ngờ sự thật lại không phải như vậy. Hai người đẹp cách xa nhau về tuổi tác khi diện chung đầm khiến fan không khỏi so sánh. Bà xã Trấn Thành được khen ngợi luôn chọn đúng phong cách phù hợp với độ tuổi. Dù lớn hơn Hòa Minzy tận 10 tuổi, nhưng khi mặc lại đầm của đàn em, cô vẫn hách tuổi khá thành công. Là một trong những khách mời đặc biệt, Harry Won xuất hiện cực kỳ lộng lẫy, thu hút mọi ánh nhìn. Bà xã Trấn Thành diện chiếc váy hồng, khoe body nóng bỏng. Khác với Hòa Minzy, giọng ca anh cứ đi chọn kiểu tóc búi phồng đúng chuẩn Hàn Quốc. Khoảnh khắc xinh đẹp của Harry Won nhanh chóng được ống kính ghi lại. Nhìn những hình ảnh này, nhiều người ví Harry Won chẳng khác nào minh tinh Hàn Quốc. Bên cạnh khả năng ca hát của bản thân, điều khiến cho Harry Won được nhiều khán giả Việt Nam yêu thích đó là phong cách thời trang đẹp miễn chê. Khi đặt hai mỹ nhân cạnh nhau thì quả là rất khó để nói ai đẹp hơn ai. Đang nằm cữn, Nhã Phương trốn con đi họp lớp, ai ngờ mẹ bỉm mà quá đẹp không ai biết mới sinh. Nhã Phương gây ngạc nhiên với nhan sắc và vóc dáng đẹp rạng ngời chỉ sau một tháng hạ sinh em bé đau lòng. Chuyện tình yêu và cuộc sống hôn nhân trường gian Nhã Phương luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả.
Sau khi chính thức về chung một nhà, cặp đôi lại càng khiến nhiều fan ngưỡng mộ bởi những khoảnh khắc vợ chồng son tình tứ ngọt ngào bên nhau. Cưới được mỹ nhân Trường Giang đội vợ lên đầu, cưng chiều hết mực. Để giữ cửa nhà êm ấm, Nhã Phương cũng ra dáng người vợ trẻ đảm đang và là hậu phương vững chắc cho chồng. Dù đến thời điểm hiện tại, người trong cuộc vẫn chưa chính thức lên tiếng, nhưng phần đông dư luận vẫn cho rằng bà Mười Khó đã bình an hạ sinh công chúa đầu lòng vào giữa tháng 1. Mới đây, một người bạn thân đã chia sẻ loạt ảnh buổi họp nhóm đầu năm cùng Nhã Phương, khiến người hâm mộ lại được fan xuýt xoa về nhan sắc sau sinh nổi bật của bà xã Trường Giang. Một tháng sau khi sinh con gái đầu lòng, Nhã Phương chính thức lộ diện trong một buổi gặp mặt đầu xuân với nhóm bạn bè. Dù mới vượt cạn chưa lâu, vừa qua thời gian ở cử, nhưng dường như người đẹp sinh năm 1990 đã lấy lại được vóc dáng chuẩn như thời son rỗi. Nhã Phương diện sơ mi trắng giản dị mà không kém phần thanh lịch, búi tóc cao gọn gàng, khoe khéo, khuôn mặt thanh tú. Mới sinh con, bà xã Trường Giang nổi bật nhất nhóm với nhan sắc ngọt ngào và nụ cười rạng rỡ. Không chỉ nhanh chóng lấy lại thân sắc tươi tắn sau khi sinh, Nhã Phương còn thêm trẻ trung duyên dáng như thiếu nữ chưa chồng. Làn da trắng ngần tươi sáng của mỹ nhân tuổi thanh xuân khiến nhiều cô gái ghen tị. Nhìn thần thái sang trọng yêu kiều của Nhã Phương, không ai nghĩ cô vừa gia nhập hội các bà mẹ bỉm sữa. Người hâm mộ càng thêm hy vọng thần tượng sẽ sớm trở lại những dự án nghệ thuật mới nhất. Áy náy vì toàn được chồng tặng quà, Harigon khoe luôn đồng hồ tiền tỷ đính đầy kim cương cho Trấn Thành. Một lần chơi lớn của Harigon đã khiến cả showbiz phải trầm trồ. Kể từ khi lấy chồng cho tới nay, Harigon luôn khiến người hâm mộ phải ghen tị vì lúc nào cũng được Trấn Thành chiều chuộng yêu thương hết mực. Mỗi ngày lễ kỷ niệm, Trấn Thành đều không tiếc tiền mua quà hàng hiệu tặng bà xã. Có lẽ áy náy vì toàn nhận quà của chồng, Harigon đã dành dụm mua tặng ông xã món quà đặc biệt. Mới đây, trên tài khoản Instagram cá nhân, Harigon đã tiết lộ về món quà đặc biệt mà sau 2 năm mới mua được cho Trấn Thành. Nữ ca sĩ hạnh phúc chia sẻ, chồng mình cầu hôn bằng chiếc nhẫn kết hôn, thật sự hai đứa không biết là lúc cầu hôn là phải đưa kim cương, quá ngây thơ, vậy mà mình ok mới ghê, sau đó bao nhiêu người hỏi là nhẫn kim cương đâu mới nhớ là à. Lúc đó đã quá muộn vì đã nhận lời, lúc mà mình cưới mình rất muốn mua cho chồng một chiếc đồng hồ xịn kỷ niệm cưới, đeo suốt đời và mỗi lần nhìn là nhớ đến hôn nhân, mà lúc đó chưa kiếm ra được hàng ưng ý nên thôi. Mình đưa tiền mặt luôn, số tiền đó dành cả năm trời mới có, và nói với anh ấy là mốt anh ấy lấy tiền này mua đồng hồ nhé, và anh ấy đã ok. Sau khi kết hôn, ổng cũng e ngại chuyện chưa tặng nhẫn kim cương hay sao, nên dắt mình đi mua nhẫn kim cương. Thực sự lúc đó mình quá xúc động, thực ra lúc đi mua mình còn nghĩ kim cương, và hộp chớp chớp nó cũng như nhau, không khác gì nhiều, đó là sai lầm. Chứng kiến mới biết là khác lắm, lúc nhận cái đó mình thực sự xúc động, ngày nào cũng coi nhẫn không. Mà cũng thấy hơi ngại ngại vì anh ấy chưa mua được đồng hồ, nhưng cuối cùng anh ấy đã có. Nãy lén lén lấy bill coi giá và hoàn toàn xài dư sức trong số tiền mình đã đưa cách đây 2 năm. Coi mà mừng muốn chết, tuy đã cưới hơn 2 năm, nhưng dù sao chồng mình cũng có đồng hồ kỷ niệm cưới, mừng quá đi. Quà kỷ niệm của Harigon tặng Trấn Thành là một chiếc đồng hồ hàng hiệu đính đầy kim cương, có giá trị gần 1 tỷ đồng. Một lần chơi lớn của Harigon đã khiến cả showbiz phải trầm trồ. Bên dưới phần bình luận, nhiều người để lại những lời chúc mừng hạnh phúc tới cặp đôi. Cưới nhau được 2 năm, nhưng đến bây giờ Harigon mới hoàn thành ước nguyện tặng quà cưới cho Trấn Thành. Nhiều người đùa rằng Harigon dè sẻn tiền, đưa cho chồng là để tích quỹ đen. Thế nên, giờ mới có nhiều tiền mua quà cho chồng như thế này. Trong chuyến du lịch Thái Lan vừa qua, Trấn Thành đã phải nôn ra 250 triệu để mua 2 chiếc túi xách hàng hiệu cho Harigon. Chưa kể trước đó, nam danh hài cũng vung tiền, mua loạt quà đắt đỏ tặng bà xã nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Hội chị em không khỏi xuýt xoa khi nhìn loạt đồ hiệu Trấn Thành mua tặng Harigon. Cuộc sống hạnh phúc của cặp đôi sau 2 năm về chung nhà khiến không ít người từng hoài nghi phải ngưỡng mộ. Ngọc Trinh và Diệu Nhi đại náo đường phố cùng đoàn rước dâu. Ngọc Trinh, Diệu Nhi cùng đoàn rước dâu trong bộ phim Vu Quy đại náo đường phố Sài Gòn ngày cuối tuần. Cuối tuần qua, đoàn rước dâu Vu Quy đại náo bất ngờ diễu hành và đổ bộ xuống khắp các ngã đường tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự xuất hiện của hai nữ diễn viên xinh đẹp Ngọc Trinh, Diệu Nhi trong đám rước càng khiến người dân và khách du lịch tò mò. Chỉ mặc trang phục jean và áo phông đơn giản thay vì áo dài cưới, nhưng hai gái ấy Ngọc Trinh, Diệu Nhi vẫn trẻ trung xinh đẹp. Tranh thủ xuống đường cùng đoàn rước dâu, hai diễn viên đã quậy tưng bừng cùng dàn phù dâu phụ rể của Vu Quy đại náo. Ngọc Trinh, Diệu Nhi cho biết,
Họ muốn thông qua hoạt động thú vị này để lan tỏa tinh thần vui vẻ rộn ràng của bộ phim tới nhiều khán giả hơn nữa. Bên cạnh hai cô dâu xinh đẹp là Ngọc Trinh, Diệu Nhi, đoàn rước dâu còn gây ấn tượng ngay khi vừa xuống đường với trang phục vàng và đỏ, hai tông màu chủ đạo trong đám cưới. Rất đông người dân và khách du lịch bày tỏ sự hào hứng khi thấy đoàn xe đi qua. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đoàn đã dừng lại để dành ít thời gian giao lưu với những khán giả tại đây và nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Không chỉ những khán giả Việt Nam mà cả khách du lịch quốc tế cũng tò mò thích thú khi được tận mắt chứng kiến và tìm hiểu về một lễ rước dâu truyền thống của Việt Nam. Sau khi gây ấn tượng tại buổi công chiếu, Phu Quy Đại Náo tiếp tục nhận được tình cảm nồng nhiệt của khán giả ngay từ những suất chiếu sớm đầu tiên vào ngày lễ tình nhân. Những câu thoại dí dỏm giữa các nhân vật hay các màn thả thính bá đạo của Diệu Nhi ở trong phim liên tục được lan truyền. Bên cạnh tiếng cười, nhiều khán giả cũng cho biết họ đã xúc động ở một số phân cảnh đề cao giá trị tình thân, tình cảm gia đình trong phim.